Tối ngày 22 tháng 1, đêm gala WeChoice Awards 2020 với chủ đề Diệu kỳ Việt Nam đã chính thức diễn ra. Năm nay, nhóm hạng mục đời sống giới trẻ đặc biệt nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ từ độc giả. Rising Gens, hạng mục mới toanh nhằm tôn vinh những người trẻ Gens cá tính, năng động, sáng tạo đã gây được sự chú ý. Năm 2020 là một năm bùng nổ của Gens. Ở vị trí những người trẻ trung, sáng tạo và cực kỳ cá tính, họ đã thể hiện tinh thần lạc quan khi biến động ập đến, nhanh chóng thích nghi và nỗ lực để tỏa sáng, lan tỏa năng lượng tích cực của mình đến cộng đồng. Đó cũng chính là lý do hạng mục Rising Gens WeChoice Awards 2020 đã ra đời. Kết quả với 273,044 bình chọn, vượt mặt những cái tên nổi bật như Tờ Linh, MC Khay, Hiếu Thứ Hai, Thành Ru, Couple Vian, Náo Mì, Lọ Lem, Mỹ Anh, Couple Bow, Gavin và Tím. Hải Tú đã giành chiến thắng trong hạng mục Rising Gens. Tuy nhiên, Hải Tú lại không có mặt tại sự kiện để nhận giải thưởng và cảm ơn khán giả, khiến không ít netizen cho rằng cô nàng đang cố tình tránh né xuất hiện trước truyền thông sau lùm xùm quanh mối quan hệ giữa Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm. Trong khoảnh khắc mở phong bì đọc tên Hải Tú giành chiến thắng, Katy Nguyễn và Châu Bùi, những người được ban tổ chức phân công trao giải có phần e dè. Trên các trang mạng xã hội, nhiều cư dân mạng để lại những bình luận không tốt trước chiến thắng của Hải Tú. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng chiến thắng này là nhờ fan của Sơn Tùng bình chọn hộ. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng việc ném đá Hải Tú khi nhận giải Rising Gens giữa lùm xùm của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm là điều không nên, bởi thực hư câu chuyện vẫn chưa được người trong cuộc lên tiếng mà chỉ là nghi vấn của cư dân mạng. Bên cạnh đó, hạng mục MV của năm tại WeChoice Awards 2020 đã được trao cho Sơn Tùng MTP với MV Chúng Ta Của Hiện Tại. Hạng mục giải thưởng này được quyết định nhờ vào số phiếu bầu chọn từ khán giả. Đáng chú ý là trong giây phút được xướng tên nhận giải, Sơn Tùng MTP đã không có mặt. MV Chúng Ta Của Hiện Tại có nội dung kể về hai con người thuộc hai thế giới hoàn toàn đối nghịch, như hai đường thẳng song song, vì một mối nhân duyên, họ bất ngờ đổi hướng về phía nhau trong một chiều thu lá vàng rơi. Nhân vật nam chính là một quy chính hiệu, ngổ ngáo, lạnh lùng, bất cần. Về sau, anh chàng đã tự trở thành người dẫn dắt, định đoạt câu chuyện của chính mình. Giữa một thế giới đầy cạm bẫy, chàng trai đó đã làm được cái mà có lẽ anh đã luôn mong chờ. Đó là đi ngược lại bản năng mạnh mẽ nhất của mình. Những ngày qua, Sơn Tùng MTP và Hải Tú bị gọi tên khá nhiều. Tất cả là vì liên quan đến lùm xùm với Thiều Bảo Trâm. Nhiều người cho rằng Hải Tú chính là em gái trà xanh cố chen vào phá đám tình yêu của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm. Trong thời điểm nước sôi lửa bỏng, cả ba nhân vật liên quan đều im hơi lặng tiếng. Và MV Chúng Ta Của Hiện Tại bị xem như cầu nối đưa Sơn Tùng, Hải Tú đến bên nhau. Việc MV được trao giải thưởng trong thời điểm này càng làm cư dân mạng chú ý đến chuyện rắc rối giữa hai người hơn.